Mặc dù đã được kiểm soát nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục mở cửa. Vì vậy, trong cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành địa phương vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể là thực hiện tốt thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động chuẩn bị các kịch bản các phương án ứng phó tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh cơ quan các cơ sở sản xuất nhà máy xí nghiệp có lực lượng lao động lớn và các khu dân cư cần phải đẩy mạnh tuyên truyền diễn tập hướng dẫn các biện pháp ứng phó với tình huống xảy ra dịch bệnh ở những khu vực này